Hello everyone, xin chào mọi người. Hôm nay mình vừa nhận được món quà từ cô Peggy Lin mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ mở xem là món quà gì. À, cảm ơn cô đã nên không? Cảm ơn cô. Này, vô đứng lên, từ từ anh vô nè. Vô trong tay rồi. Cảm ơn Miss Peggy Lin đã gửi quà cho gia đình YoYo. Thôi anh Jun, mở cái này trước này con. Có gì đây nè. Đây nè, anh vô xuống đây đi. Đây chân này, mở cái đây này con. Cái này nè. Biết gì ta? Đây, của Trang đây. Giờ cầm đây.